Và với đại gia đình Liệt Kê cũng vậy. Đây sẽ là thời điểm để chúng ta cùng nhau nhìn lại một năm 2023 thành công và hướng tới đến một năm 2024 thành công hơn nữa. Hy vọng của chúng ta sẽ có một buổi tối thực sự là vui vẻ, thực sự đầy ý nghĩa. Chúng ta sẽ có nhiều cái kỷ niệm, nhiều cảm xúc cùng với nhau. Chúc các anh chị em luôn có sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.